chào anh chị em. Thân gửi tới anh chị em lời chào thân ái từ chương trình Lời Chúa Đắc Thắng. Tôi đang đứng ở một cái nơi thật là thú vị. Và tại nơi đây có một đoạn kinh thánh dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu nói trong sách Giăng đoạn 15, Ngài nói rằng ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, các ngươi là nhánh. Hễ bất cứ nhánh nào không kết quả thì Ngài sẽ cắt và vứt, còn nhánh nào mà kết quả Ngài sẽ tỉa sửa cho kết quả nhiều hơn. Nếu các ngươi cứ ở trong ta thì ta ở trong các ngươi sẽ ra trái. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì các ngươi sẽ sinh ra nhiều bông trái. Lời Chúa dạy chúng ta, Ngài là gốc nho. Và đây, tôi đang đứng bên cạnh một cái nho, mà đây là gốc nho. Và cái thánh Chúa Giêsu nói rằng ta là gốc nho thật, có nghĩa là có nhiều loại gốc nho, gọi là gốc nho như là thực sự gốc nho giả. Chúa là gốc nho thật, chỉ có một gốc nho thật mà thôi. Và Đức Chúa Trời Cha là đấng mà trồng gốc nho đó, chăm sóc cái gốc nho đó. Và từ gốc nho này có những cái nhánh mà nó gắn vào gốc nho. Ở đây là bông trái của những cái nhánh mà nó gắn với gốc nho. Và lời Chúa nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta, nếu nhánh này cứ ở trong gốc nho thì sự sống từ gốc nho, thì ta sẽ ở trong các ngươi cứ ở trong ta. Hãy nhớ cái từ cứ, có nghĩa là sự bền đỗ liên tục mỗi một ngày. Không phải hôm nay ở trong, ngày mai lại nhảy ra ngoài. Không phải là tuần này ở trong, tuần sau chạy ra ngoài. Mà cứ ở trong là gắn liên tục. Đây, hãy để ý xem cái nhánh nho này, nó được gắn với gốc nho, nó gắn với cái cành. Và khi nó gắn như vậy liên tục thì nhựa sống từ gốc nho sẽ mang tới cho nhánh nho này. Và nhánh nho này khi có nhựa sống thì nó sẽ mang lại bông trái. Như bạn và tôi nhìn thấy những chùm nho lủng lẳng và sai trái ở trên tay của tôi. Và lời Chúa nói rằng nếu các ngươi mà không kết quả thì sẽ bị quăng ra ngoài. Nếu các ngươi cứ không ở trong ta đó thì sẽ bị quăng ra ngoài. Và cái thánh chép rằng là cái nhánh nho này khi nó khô, nó không ở trong gốc nho đó, nó chả làm được cái gì hết á. Nó không làm thành cái roi mây để vụt trẻ con, nó cũng không làm thành cây tre để xây dựng nhà cửa. Nó hoàn toàn khô, cứng và giòn, người ta có thể quăng để làm cho thành củi để đốt thôi. Thế ra lời Chúa dạy mỗi chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta cứ ở trong Ngài và lời Ngài ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ kết quả. Và nếu chúng ta luôn ở trong Ngài và Ngài luôn ở trong chúng ta thì chúng ta cầu xin bất cứ điều gì, Chúa Ngài sẽ ban cho. Bài học từ gốc nho thật, từ người trồng nho, từ nhánh nho, giúp mỗi chúng ta biết hàng ngày, mỗi ngày hay luôn ở trong Ngài. Ở trong Ngài là khi chúng ta luôn xưng danh của Chúa. Và khi chúng ta đọc lời của Ngài và tương giao với Chúa thì lời Chúa ở trong chúng ta. Thật ra không phải chỉ ở trong Ngài mà lời Ngài còn ở trong chúng ta nữa. Từ bài học cây nho này, tôi muốn đưa tới anh chị em về hòn đá quậy nằm dưới lòng sông, sông Công. Nó nằm đó hàng trăm năm, bên ngoài mọc rêu, nhưng khi lấy hòn đá quậy trong lòng sông ra, đập vỡ hòn đá quậy thì bên trong nó vẫn khô khốc. Hòn đá nằm trong lòng sông nhưng nước sông không vào trong lòng nó được. Bởi vậy xin Chúa ban phước cho những nhánh nho hãy luôn cứ ở trong gốc nho, thì sự sống của gốc nho sẽ tuôn chảy tới những nhánh nho đó và nhánh nho sẽ mang lại bông trái. Bạn đừng sợ khi nào mang bông trái, bạn chỉ cần luôn ở trong Ngài, còn việc sự sống tuôn chảy vào bạn và ra trái lúc nào đó là quyền ở trong tay của gốc nho. Xin Chúa ban phước cho hết thảy những nhánh nho mang lại bông trái và kết quả, cho danh của Chúa được sáng danh nhiều. Bài học từ cây nho và những chùm nho đẹp như vậy tới với anh chị em. Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn lại, chúng ta kết thúc đây. Cả một cái vườn thật là đẹp. Ở bên trong này những chùm nho mà không biết máy quay có thể cho mọi người nhìn thấy rõ những chùm nho hay không. Nó đủ các loại này, rung rinh này, rồi chùm nho xanh này, nhìn thấy chưa? Nó thật là đẹp này. Wow. Và đây là bài học. Hết thảy những nhánh nho này nằm trong gốc nho, nó mang lại bông trái. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta là những nhánh nho thật, từ gốc nho thật, mang kết quả thật cho Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.